nên chắn không có tổ chức để đảm bảo thời gian, bởi vì chúng ta mới chỉ có một lượt của các bé đến từ các Dreamfit thôi, và chúng ta cũng còn rất là nhiều các tiết mục đến từ những câu lạc bộ sân khấu của bé lớn nữa. Và bây giờ chúng ta mới bắt đầu xong phần chuẩn bị liên tiếp theo, thưa quý vị. Và chúng ta đang chào đón trên sân khấu thành viên đến từ câu lạc bộ Vũ Phúc, thưa quý vị. Đến đúng không? Dạ. Phát trực tiếp ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.